Rồi, trên tay mình đây là cái thiết bị microphone ha, IT02. Thì bây giờ mình sẽ test cho các bạn coi là cái khả năng hút âm của nó cho vấn đề họp trực tuyến qua Skype ha. Thì đây, bây giờ mình mở ra ha. Nó là, đây là cái chiếc micro. Đây mình muốn giới thiệu với các bạn. Chất liệu của thằng này á, là nó bằng thép rất là nặng. Không, các bạn để trên bàn á, rất là cứng cáp. Thì mục đích của cái microphone này á là nó sẽ thay thế một số cái microphone ở trên cái máy tính của mình đó. Thông thường á thì cái máy tính của mình nó khi mà thu âm họp trực tuyến hoặc là mình sử dụng cái micro mà nó không chuyên dụng cho Skype đó thì cái tiếng nó không có được rõ, với là mình ngồi ở xa mình nói vô nó không có vô. Thì chỉ cần một cái micro vậy thôi, các bạn cắm vô cổng USB nè, đó cổng USB của nó nè, thì nó sẽ sử dụng cho 4 tới 5 người họp trực tuyến nha các bạn. Cái này chỉ là duy nhất cái microphone thôi. Đó, các bạn gắn vô là nó sẽ thay thế cái microphone ở trên 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 máy tính của mình. Bây giờ mình test thử nha, coi nó làm sao ha. Thì đó. Thông cái kích thước của cái micro này nhà sản xuất cho phép mình từ 3 mét rưỡi đổ lại nha các bạn. Là 3 mét rưỡi mình đứng nói là nó vô một phát luôn. Rồi giờ mình sẽ thử mình đứng nói xa xa coi thử tín hiệu nó làm sao ha. Ở đây thì mình sử dụng cái phần mềm Skype ở đây. Đây, bây giờ nó có cái sound test service nè. Đó, giờ mình thử nha, thử cái nó làm sao. Rồi. Đó. Rồi, mình gắm vô. Hello, welcome to Skype call testing service. After the beep, Bây giờ mình sẽ đứng please xa record a ra nha. message. Afterwards, your message will be played back to you. Rồi. Alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alo 1 2 3 4 5 6. Alo 2 3 4 5 6. Rồi các bạn chờ một chút nó sẽ phát lại ha. Rồi. Alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alo 1 2 3 4 5 6. Alo Đó. 2 3 4 5 6. À, các bạn ơi, cái micro này có một cái đặc điểm rất là hay là những cái tiếng ồn xung quanh như quạt gió hay là những cái trang sách hay gì đó là nó sẽ triệt tiêu. Nó chỉ lấy những cái tần số mà thuộc về cái âm thanh của cái giọng nói của mình thôi. Rồi, cảm ơn các bạn nhiều ha.